Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Chúa Giêsu cùng các môn đệ đi về phía những làng nhỏ miền Cesare thuộc quyền Philippe. Dọc đường người hỏi các ông rằng: người ta bảo thầy là ai? Các ông đáp lại rằng: thưa, là Gioan Tẩy Giả. Một số bảo là Elia, một số khác lại cho là một trong các vị tiên tri. Bây giờ người hỏi: còn các con bảo thầy là ai? Phêrô lên tiếng đáp: thầy là Đấng Kitô. Người liền nghiêm cấm các ông không được nói về người với ai cả. Và người bắt đầu dạy các ông biết con người sẽ phải chịu đau khổ nhiều, sẽ bị các kỳ lão, các trưởng tế, các luật sĩ chối bỏ và giết đi, rồi sau 3 ngày sẽ sống lại. Người công khai tuyên bố các điều đó. Bây giờ Phêrô kéo người lui ra mà can trách người. Nhưng người quay lại nhìn các môn đệ và quở trách Phêrô rằng: Satan hãy lui đi, vì ngươi không biết việc Thiên Chúa mà chỉ biết việc loài người. Người tập họp dân chúng cùng các để lại và phán: ai muốn theo ta hãy từ bỏ mình, vác thập giá mà theo ta. Quả thật ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai chịu mất mạng sống mình vì ta và vì tin mừng thì sẽ cứu được mạng sống mình. Đó là lời Chúa. My dear beloved children, every day we see crosses all around us, and even in the church we say a lot of crosses around the station of the cross and the big cross here. But people also wear them as jewelry. They hang them on the wall. They use them as keychains. When you pass by a church, it is not unusual to see a cross on the steeple. We even see many people who wear cross as a tattoo on their body. What comes to your mind when you see a cross? What does the cross mean to you? Is it just a piece of jewelry or a work of art? One day, as Jesus and his disciples were walking along a road, Jesus asked them, "Who do people say that I am?" The disciple answered, "Some say John the Baptist or one of the prophets." "And you, do you say that I am? Who do you say that I am?" Jesus replied. Peter answered, "You are the Christ, the Messiah." Peter had given the right answer. You would think that would be the end of Jesus' lesson, but it wasn't. "Keep it quiet and don't breathe a word of it to anyone," Jesus said, "because it is necessary for me to suffer many terrible things. I will be arrested, tried, and killed, but after 3 days, I will rise again." People didn't like that. He took Jesus aside and told him to stop talking like that. But Jesus reminded Peter, "Get behind me, Satan. You are looking at things from a human point of view, not from God's."
Then Jesus called a crowd of people who had gathered around to come and join him and his disciples. If any of you want to be my follower, you must turn from your selfish ways. Take up your cross and follow me. If you try to hang on to your life, you will lose it. But if you give up your life for my sake, you will save it. So, what does it mean to us? It means that we have a Savior, Jesus Christ, who was willing to give up everything so that we could have everlasting life. It also means that those of us who want to be his followers must also be willing to take up our cross, give up everything, and follow him. The cross is so much more than a piece of jewelry, a work of art, or decoration on the steeple. It is a reminder of our Savior's great love for us and our call to follow him. So we say to our Heavenly Father, thank you that you love us so much that you sent your Son to die on the cross. As his disciple, help us to take our cross and follow him. In Jesus' name we pray. Amen. Chúng ta nghe câu Chúa nói trong bài phúc âm hôm nay, đoạn cuối của phúc âm hôm nay là: ai muốn theo ta hãy từ bỏ mình. Ta nghe nhiều. Đây là một lời mời gọi hoàn toàn tự do. Con người có toàn quyền lựa chọn. Chúa không bắt buộc nhưng mời gọi. Người mời gọi chúng ta từ bỏ mình, nghĩa là từ bỏ mọi sự, kể cả mạng sống. Khi nói đến từ bỏ là đụng đến hy sinh. Nói đến hy sinh là phải thiệt thòi mất mát. Cũng như nói đến tình yêu là đụng đến tự do. Và đụng đến tự do là phải dấn thân mạo hiểm. Có thể được chấp nhận hay bị khước từ. Có thể được cả mà cũng có thể ngã về không. Nhưng chính cái bấp bênh trong tình yêu, trong chọn lựa mới làm bừng sáng cái nét cao đẹp của hy sinh và từ bỏ. Hơn nữa, hy sinh bao giờ cũng có hương thơm của hạnh phúc. Từ bỏ bao giờ cũng cho tâm hồn nét thanh cao. Hy sinh và từ bỏ là chuẩn bị những luống cày để cho hạt giống tình yêu mọc lên. Nhưng từ bỏ chính mình không phải là quyết định một lần để thay cho suốt cả đời, mà là thái độ luôn sẵn sàng từ bỏ trong mọi giây phút của cuộc sống. Cũng như khi quý vị lấy nhau, quý vị không có phải là chỉ có hứa trung thành trong ngày hôm đó, hay trong một tháng, hay trong một năm, mà đó là suốt cả đời. Phải lặp lại cái lời tuyên hứa với nhau trong cuộc sống của mình. Và cuối cùng, Chúa nói ai liều mạng sống vì ta sẽ được sống. Như thế, bỏ mình vì Chúa, chúng ta chẳng lỗ lã chút nào. Chúng ta chối từ cái tương đối để được đấng tuyệt đối. Khước từ cái mau qua để đón nhận cái vĩnh hằng. Từ bỏ cuộc sống hay chết để được sự sống đời đời. Vì ai biết chết thì sẽ biết sống.